Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Yêu thương và tha thứ. Giọt máu đào hơn ao nước lạ. Chính vì giọt máu đào đó minh chứng chúng ta là anh em. Anh em thì cần luôn yêu thương và tha thứ cho nhau, vì có chung một người cha. Như vậy, dù không là họ máu theo huyết thống, nhưng chúng ta là anh em máu mủ trong đức tin. Với xác tín của đức tin Kitô giáo, hết thảy mọi người là anh chị em của tôi. Vì vậy, yêu thương và tha thứ phải luôn là lối sống của mỗi Kitô hữu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con bài học yêu thương và thứ tha.